Ok anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em kháng BM bị hạn chế và kháng fanpage bị hạn chế nhé. Thì đầu tiên, anh em sẽ vào phần chất lượng tài khoản quảng cáo và anh em sẽ nhìn thấy tất cả những cái vấn đề mà anh em đang gặp phải đây. Ví dụ những cái BM bị hạn chế này, fanpage bị hạn chế này, tài khoản quảng cáo đang bị hạn chế này, vân vân vân. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả ở đây. Thì đối với cái kháng BM, chúng ta sẽ nói về kháng BM trước. Khi anh em bấm vào từ chất lượng tài khoản quảng cáo ở cái trang giao diện ban đầu, đấy, anh em bấm vào cái tài khoản BM như này và nó hiện lên cái nút xác nhận danh tính này, thì anh em không được phép bấm vào cái nút xác nhận danh tính này. Nếu như anh em bấm vào cái nút xác nhận danh tính này, coi như là anh em sẽ vứt cái BM đi và không thể làm gì được, đúng nhỉ? Thì cách làm đúng là như sau. Anh em sẽ bấm vào đi đến, anh em sẽ bấm vào cái ba gạch ở đây, hoặc không anh em bấm vào cái dòng này đi, dưới cái chữ chất lượng tài khoản, dưới chữ chất lượng tài khoản đây nhá, anh em bấm vào cái BM đó, anh em bấm vào cái bánh răng giúp mình, anh em bấm vào cái bánh răng để chuyển đến trình quản lý quảng cáo của doanh nghiệp. Sau đó anh em sẽ bấm vào ở phần người dùng, anh em sẽ bấm thêm người giúp mình. Đấy, thêm người thì ở đây anh em sẽ thêm thêm người dùng mới vào giúp mình nhá, thêm người dùng mới vào giúp mình. Thêm thì anh em sẽ thêm một cái con viên xác minh danh tính mới về trong vòng 7 ngày và cho nó làm cái quyền quản trị viên của BM, và để chúng ta dùng con viên xác minh danh tính mới về trong vòng 7 ngày đó để kháng. Thì đầu tiên các bạn sẽ mở giúp mình một cái tab mới ra và các bạn truy cập vào cái đường link có tên là mail.tm nhá, mail.tm. Thì cái khi bạn truy cập vào đường link mail.tm, nó sẽ có cái giao diện như thế này và anh em sẽ thấy một cái email ở đây. Đấy, cái phần mình đang bôi đen này có một cái email đây, anh em sẽ bấm nó vào, bấm chuột vào là nó sẽ tự sao chép. Sau đó anh em sẽ quay trở về cái tab nhé, quay trở về cái tab bên cạnh là cái tab cài đặt cho doanh nghiệp ấy. Anh em sẽ bấm vào đây, bấm thêm người, anh em bấm tiếp tục, và anh em sẽ kéo xuống dưới cái phần toàn kiểm quyền sát này, anh em sẽ chọn giúp mình là quyền quản lý. Sau đó anh em bấm tiếp nhé, sau đó anh em bấm mời là xong. Ấn mời là xong. Đấy là cái bước số 1, là cái bước này là gửi cái lời mời vào trong con BM đấy. Số 2 là anh em sẽ sang cái tab mail.tm vừa rồi, nó sẽ có một cái email, email gửi về, anh em bấm vào email. Anh em sẽ bấm vào cái chữ bắt đầu này nhưng mà ấn chuột phải để nó hiện lên cái bảng tab này, và anh em ấn sao chép địa chỉ liên kết. Sau đó anh em sẽ sang cái con viên xác minh danh tính, sang cái con viên xác minh danh tính mới về trong vòng 7 ngày. Thì đây là cái giao diện của cái con viên xác minh danh tính mới về trong vòng 7 ngày. Đó, thì cái điều kiện ở đây là gì? Anh em sẽ phải mua một con viên xác minh danh tính mới về trong vòng 7 ngày nhá. Mới về trong vòng 7 ngày. Lưu ý, viên xác minh danh tính mới về không phải là viên mới mua. Đó, sau đó anh em sẽ share cái BM đấy bằng cách là anh em có thể mở một cái tab mới ra nhá, mở một cái tab mới ra, anh em Ctrl V, ấn tổ hợp phím Ctrl V trên bàn phím và ấn Enter thì nó sẽ xuất hiện cái lời mời để anh em đăng nhập vào đây. Ví dụ mình sẽ ghi ở đây là viên xác minh danh tính đấy, viên xác minh danh tính kháng này đấy, 24 đấy, ví dụ như vậy. Thì cái con viên xác minh danh tính mới về trong vòng 7 ngày này, anh em để có thể tăng cái tỷ lệ kháng nó cao lên nhá, để tăng tỷ lệ kháng nó cao lên thì anh em nên đăng nhập nó trên một cái thiết bị mới hoàn toàn, thiết bị mà chưa hề có vi phạm gì hết. Thì mình đang sử dụng một cái tool có tên là Kiki Login nhá, có tên cái Kiki Login ở đây. Thì cái tool này mình đang dùng để nuôi nick, nuôi dàn tài khoản quảng cáo và làm nhiều thứ khác, ABC rất nhiều thứ khác, seeding đấy, vân vân, nói chung là có nhiều thứ khác. Mình đang sử dụng cái tool Kiki Nuki này để tạo ra một cái máy mới, một cái môi trường sạch, nó giống như một con VPS để chúng ta dùng. Cái lợi thế của cái này nó hơn VPS ở chỗ là nó rất là nhanh, nó nhanh hơn VPS rất là nhiều, và chúng ta dừng trực tiếp ở trên máy tính thật của chúng ta được, không cần phải dùng sang máy VPS đó. Thì anh em đăng nhập nó vào, sau đó anh em sẽ bấm vào cái phần chất lượng tài khoản nhá, anh em sẽ bấm vào phần chất lượng tài khoản. Thì cái phần chất lượng tài khoản này anh em sẽ bấm vào, thấy không ạ? Ở cái phần khi chúng ta bấm vào cái phần kháng BM thì nó sẽ hiện không có cái nút xác nhận danh tính ở đây. Đây là sự khác nhau giữa hai con viên. Đấy, sự khác nhau giữa hai con viên nhá, mình sẽ bấm lại cho anh em xem này. Mình mở lại con viên cũ và phần chất lượng tài khoản này. Cùng là một con viên, cùng là một con BM đang bị khóa đúng không? Đã bị khóa và cần kháng. Thì ở cái con viên mà xác minh danh tính lâu rồi, con viên xác minh danh tính lâu rồi, quá 7 ngày rồi, thì nó sẽ hiện chữ yêu cầu xác nhận danh tính. Còn ở cái con viên mà đã xác minh danh tính mới về trong vòng 7 ngày, đây mình sẽ mở nó sang nghe cho anh em dễ nhìn, thấy không ạ? Mới về trong vòng 7 ngày thì nó sẽ có cái nút xác nhận danh tính nhá. Nó sẽ có cái nút là bắt chúng là cái nút kháng màu xanh nhá anh em nhá. Kháng màu xanh. Đây. Kháng màu xanh, request review. Thì lúc này chúng ta chỉ cần bấm vào request review này, tức là kháng lại. Thì ở đây chúng ta sẽ bấm là 123 tùy anh em. Đấy, thì ở trong cái trường hợp
Tùy từng vào trường hợp, nếu như cái BM của các bạn chạy hàng vi phụ trách nhiều mà nó bị khóa thì rất khó để có thể xử lý. Nhưng mà nếu như cái con BM của các bạn mới tạo ra, mới chạy mà nó bị vi phạm thì anh em có thể chọn dòng 1 là tôi không biết vi phạm chính xác nào hết, sau đó các anh em muốn gửi, hoặc anh em có thể chọn dòng 3. Và cách mình hay làm là mình chọn dòng 3 và copy cái dòng 1, dòng 2 mình dán vào đây. Đấy là cách lười. Cái lười thì mình làm như vậy. Thì trên thực tế là kháng ở đây nó phụ thuộc vào trường hợp. Nó phụ thuộc vào trường hợp và phụ thuộc vào thời điểm. Thì thông thường nó sẽ kéo dài khoảng 48 giờ thì nó sẽ trả kết quả về đây và chúng ta sẽ ngồi chờ thôi. Đây là cái đầu tiên là kháng BM xong. Tiếp theo là sẽ kháng fanpage, thì ở đây mình sẽ mở tiếp về cái vấn đề tài khoản. Thì khi mà mình kháng ở con BM kia xong thì cái chỗ kháng BM này này, cái vấn đề ở đây cái chỗ này nó sẽ hiện là gì? Đang xem xét đúng không nhỉ? Thì tiếp theo mình đang có một con tài khoản như này và nó bị hạn chế. Đấy, cái tài khoản này thì chạy rất là lâu rồi. Nhưng các bạn chú ý rằng đây là một con via mà mình đang dùng để quảng cáo để xét trực tiếp và nó có chữ yêu cầu xem xét lại ở đây, nó sáng. Tất nhiên chúng ta không được bấm vào. Nhưng anh em chú ý là chúng ta không được bấm vào để tăng cái tỷ lệ nó về về nó cao. Thì ở đây mình cũng sẽ vào, mình share cái fanpage này cho con via sang mình danh tính mới về trong vòng 7 ngày vừa rồi để mình kháng nhá. Mình sẽ vào cái con page này. Đấy, page này là một page chạy hàng mỹ phẩm và chạy rất lâu rồi. Đấy, sẽ rất là lâu rồi. Thì ở đây mình sẽ vào nó. Đấy, mình sẽ vào cái page đấy và mình kháng. Thì ở đây cái page này nó được gọi là page profile, page dạng mới. Thì anh em sẽ vào cái ở chỗ này, anh em sẽ vào đăng nhập bằng cách là bấm vào cái khu vực này để đăng nhập. Sau đó thì anh em sẽ bấm vào quản lý. Em bấm vào quản lý. Sau đó anh em sẽ bấm vào phần yêu cầu truy cập trang. Yêu cầu truy cập trang. Sau đó anh em sẽ làm gì tiếp tục ạ? Anh em sẽ ở đây quyền xóa trang nó là một con viên này cơ, thì mình sẽ vào cái con viên có quyền quản trị viên đấy, Zozo gì đấy, đây là con viên có quyền quản trị viên này anh em này. Đấy, con viên có quản trị viên nhá, đấy con viên có tên là Zozo này, nó có quyền quản trị viên. Thì mình cũng sẽ vào cái thao tác là mình vào trang thôi, đấy vào trang, sau đó mình sẽ vào phần quản lý nhá, mình vào phần quản lý. Rồi nó hiện ra trang chủ như này, các bạn sẽ bấm vào trang, bấm vào cái tên của nó này. Sau đó các bạn sẽ bấm vào phần quản lý. Quản lý. Rồi sau đó các bạn ở cột bên trái này, ở cột bên trái các bạn thấy mình kéo kéo cột bên trái không? Ở cột bên trái các bạn kéo xuống cái quyền truy cập trang, quyền truy cập trang. Và các bạn sẽ bấm thêm mới ở đây, ở góc cột bên à cái góc bên phải màn hình, cái chữ thêm mới các bạn bấm vào thêm mới. Thì các bạn ấn tiếp. Sau vào chỗ này các bạn sẽ sang cái con view nha, sang cái con via xác minh danh tính mới về 7 ngày. Anh em sẽ vào phần trang chủ của nó, trang cá nhân của nó. Anh em copy cái đường link nhá, copy cái đường link đây. Được chưa? Copy ấn Ctrl C. Sau đó anh em quay trở về cái tab. Cái trình duyệt thì đúng hơn, cái trình duyệt mà đang share page, anh em ấn Ctrl V vào đây. Sau đó anh em chọn cái tên bên dưới này. Anh em ấn cho nó phép kiểm soát toàn quyền nhá, cho người này toàn quyền kiểm soát. Sau đó anh em ấn cấp quyền. Cấp quyền. Anh em nhập mật khẩu và anh em xác nhận. Vậy là xong. Nhập mật khẩu xác nhận là xong. Đấy, lời mời đã được mời. Sau lúc này khi lời mời được mời thì mình sẽ hạ, mình sẽ tắt cái này đi nhá, tắt cái trình duyệt quản lý để mời mình đi nhá. Sau đó mình sẽ sang cái con via. Đấy, đây, sang cái trình duyệt của cái con via mà xác minh danh tính mới vào trong vòng 7 ngày thì anh em sẽ thấy nó có thông báo lời mời đây, chúng ta bấm vào và chúng ta bấm xác nhận thôi nhá, bấm in review và ấn like, ấn accept hay là chấp nhận đấy tiếng Anh, và chúng ta ấn không cần phải chuyển ngay đâu. Rồi các bạn sẽ vào phần trình quản lý quảng cáo phần facebook.com với sự ở cao quality này nhé. Các bạn có thể gõ là facebook.com với sự ở cao quality. Đấy, enter một cái thì nó sẽ xuất hiện cho các bạn cái chỗ phần chất lượng tài khoản, và lúc này nó sẽ hiện ra cái page. Đấy, anh em nhìn thấy không, nó cái page này. Đấy, đang được view record này, đang được xem xét đúng không nhỉ? Cái này thì cái chúng ta sẽ bấm vào page nhá. Page đang bị hạn chế này, chúng ta ấn request review. Đấy, chúng ta sẽ bấm restart và ở đây các bạn sẽ chọn dòng 1, dòng 2, dòng 3 tùy ý. Tuy nhiên đối với trường hợp ở fanpage này thì cái fanpage này là mình đã chạy rất là lâu rồi nhá, mình đã chạy rất là lâu rồi, thật sự là mình chạy cái con page này nó khoảng hơn một năm rồi. Cái thứ hai là mặt hàng vi phạm chính sách. Mình chạy và rất nhiều cái bài đã bị vi phạm chính sách rồi. Cái trường hợp số 3 là mình không có việc lên cam bất thường hay gì đâu. Mình cũng không có bùng tiền. Thì ở đây nó là gì? Nó đai là do bị vi phạm chính sách nhiều lần đấy. Thì cái tỷ lệ kháng nó về rất là thấp. Thì đối với cái trường hợp kháng này thì anh em mình sẽ bấm vào đây. Và mình sẽ
mình sẽ viết cái câu kháng làm sao để cho nó hợp lý nhé, câu kháng làm sao cho hợp lý. Đó là ví dụ nó sẽ khác cái kia là mình sẽ copy cái một cái hai xuống nhỉ, là mình dán vào đây, nhưng ở đây mình sẽ viết khác. Ví dụ viết một câu, các bạn viết tiếng Việt được mà viết tiếng Anh được không sao hết. Ở đây mình sẽ viết một câu dành cho những cái page mà vi phạm chính sách và bị kháng nhiều nhá, là fanpage của tôi luôn tuân thủ chính sách quảng cáo. Hiện nay fanpage đã và đang chạy rất nhiều bài quảng cáo đã được phê duyệt hoạt động. Đấy. Thời gian hoạt động cũng được 1 năm. Vui lòng kiểm tra và kích hoạt lại tính năng quảng cáo cho fanpage của tôi. Xin cảm ơn. Đấy, đây là một cái câu kháng mà mình hay làm. Và sau đó chúng ta ấn set cực. Vậy là xong. Thì các cái bước này là các cái bước mà chúng ta kháng BM và kháng fanpage. Và hy vọng rằng các bạn sẽ thành công. Đối với cái việc kháng này, nó sẽ có 3 yếu tố. Yếu tố số 1 quan trọng nhất đó là thời điểm kháng của Facebook. Nếu như Facebook đang đóng các cái cổng kháng, đang quét các cái tính năng kháng, đang quét page, đang quét BM mà chúng ta kháng thì tỷ lệ về rất là thấp. Đấy gọi là thời điểm. Cái thứ hai, nó còn dựa vào cái gì ạ? Dựa vào kinh nghiệm. Dựa vào kinh nghiệm là các bạn cần phải biết được là mình đang làm ở cái lỗi nào mà khiến cho fanpage, khiến cho BM nó bị vội hóa. Và cái số 3 đó chính là cái keyword là phải sử dụng cái viên xác minh danh tính mới về trong vòng 7 ngày và đăng nhập trên một môi trường sạch. Nếu như mà các bạn chưa biết mua viên xác minh danh tính mới về ở đâu, chưa biết tạo môi trường sạch như thế nào, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình hoặc là bấm cái đường link bên dưới, cái phần mềm, cái công cụ mình đang dùng để tạo ra môi trường sạch đó là Kiki Login, và có link bên dưới để cho các bạn đăng ký và đăng nhập vào nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Bye bye.